Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là hai thanh niên. Chào mọi người đi nào, hai thanh niên ơi. Chào mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái mini game siêu siêu quen thuộc của mình các bạn ạ. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Ui trời ơi, thanh niên này đã mặc bộ gọi là công an cảnh sát rồi ạ. Ui sợi ơi, đấy. Ngày hôm nay để mình mặc và đã. Ngày hôm nay là bọn mình sẽ tham gia một cái cuộc thi gọi là trở thành công an. Đấy, giỏi nhất ở trong Minecraft bạn nha. Đấy, còn giỏi như thế nào thì ơ kìa, sao mắt mình không nhìn thấy thôi. Ok, mắt không sao, che mắt nữa không sao, chắc là vẫn nhìn thấy bạn. Ê, mắt luôn. Ok, không sao, bắt đầu thôi. Rồi, ok, bây giờ là chúng ta sẽ đến. Và đây là chúng ta sẽ đang ở trong một cái thành phố bạn ơi. Nhiệm vụ của chúng ta đầu tiên hình như là đi dọn dẹp và gọi là xe cộ. Đấy, các bạn thấy không, đang xử lý phương tiện này. Đấy, chúng ta sẽ phải đi gọi là đây là những cái phương tiện gọi là đỗ sai quy định. Ui dồi ôi, bê luôn về đồn cảnh sát các bạn. Đấy, và được tiền. Ui giời ơi, không, cái này là nộp phạt các bạn chứ mình không có được tiền đâu. Rồi, thấy mất quan điểm các bạn nhé. Đấy, ui giời, rồi xong, thanh niên vanh bê xong cái xe đi luôn rồi. Thế thì tốt quá rồi. Trời ơi, đây công an này làm việc không chuyên nghiệp gì cả. Thế là trong bị đất gọi là rồi. Ok, không sao, thế thôi mình đi Zeno, bạn chờ vanh vào thì mình cũng kiếm đâu đó được khoảng okay, khá tiền rồi. Rất rẻ lắm, rất rẻ lắm. Ui, tết hôm nay chỉ có 4, à đâu 500 thôi thì phải, vừa lấy mình nhìn thấy. Rồi ok, mấy cái xe máy nhìn chất chơi. Ui, xe của dân chơi nữa bạn ạ. Ui giời ơi. Ui, tăng tốc 1. Tăng tốc 1 ngon đấy, tăng tốc 1 là xịn đấy. Rồi, ok bạn ơi, 1.600 thôi, cho vanh ở đấy, vanh tăng. Thôi, ca về mở đi, biết đấy. Đâu bạn trừ 1.000 thì chết tỏ. Ui giời, có tiền ở trong người. Thôi, mình cứ mở thôi. Mong rằng là không bị trừ thì mình mở được 3 các bạn. Giấy dịch chuyển, ok, cũng được, nó chả liên quan gì đâu. Ok, không sao, giấy dịch chuyển. Rồi, rồi, giấy dịch chuyển liên quan gì đâu nhờ. Tăng tốc 1, ok, rồi, tăng tốc 1, lúc chứ nhảy cao nữa bảo ngon không phải không không lúc không phải nhảy cao mày bán đi. Ôi ơi, sao nhảy cao thật thanh niên này. Ok á, thanh niên này tiên tri chết dở. Thanh niên hôm nay có hối lộ gì với chủ bác không đây? Là luôn chứ nói ô trừ 1.000 rồi. Hay quá thôi, ok, tiên tri vanh hay quá bạn ơi. Bạn thấy không, vanh nói câu nào chuẩn câu đấy luôn. Rồi ok bạn, rồi không sao. Mình cứ gọi là đi. Ui dồi ôi, cái ô tô mùi trần luôn các bạn ơi, nhìn chất lượng ngay. Ôi giời, xe này giống xe Mustang quá ta. Ôi, xe thể thao các bạn. Rồi, không sao. Ui giời, chó hết vào đây. Ui, ui. Đấy, ôi, có xe đạp luôn kìa. Ui giời, đấy các bạn thấy không, thành phố thì gọi là đẹp như thế này, nhưng mà để xe gọi là gây cản trở ách tắc giao thông là mình xử lý liền các bạn. Thế nên là các bạn ra ngoài đường là phải để xe đúng nơi, đúng chỗ nhá. Trời ơi. Đấy, không thì là công an cho lên phường ấy. Đây, đây mình sẽ gọi là ở đây lại thôi. Ok bạn ơi, thôi đi về mà pet tiếp. Đi kiếm cái con may. Ui mắn rồi. Đi coi. 25.000 chúng ta mới qua được cánh cửa bên kia đấy. Thế là đâm ra chắc là phải mở con pet thứ hai chắc là mình mới có ý định qua bên kia. Ui rồi, hai lần trừ 1.000. Ôi giời ơi. Về mở luôn 2.000 đi trời. Ở 2.500 này. Ừ đúng rồi, tính gấp 3. Ui may mắn hai. À quên mất may mắn 1. Nhầm. Ui không, thế thì mình nói câu may mắn 2 tí. Nào xe này thôi bạn. Nhất rồi. Này nhấc một cái một thôi nhá. Ok. Mấy thanh niên đâu, này. Đâu cái đấy anh nhấc trước mà. Này nhấc một cái một nhá. Cướp không... trên đầu luôn kìa. Ờ xong rồi không không tí nữa mà không ấy được. Đừng có hỏi lý do nha. Trời ơi, nghiệp vụ kém mà. Đừng hỏi nha. Trời ơi. Này các bạn thấy không, phải xử lý từng phương tiện một chứ chúng ta không được gọi là một lúc là mấy phương tiện bạn. Đây, đây mình sẽ về. Vừa nãy mình nói là may mắn 2 là tỷ lệ lần này may mắn 2 cao lắm bạn ạ. Ok. À đây rồi. Rồi đi về đã. Trời đất ơi. Đúng không? Đúng may mắn 2 không? Đấy, đây mới bỏ. Nhảy cao 2 đấy. Không, may mắn 2, núp tiên tri trước vanh nhá. Trời, núp lỡ bụng cái vanh. Đấy, may mắn 2 thật. Úi giời. Xin phép. Đấy, đấy là do vanh nói thôi, thế. Thôi, thôi, vanh im mồm đi. Vanh đừng có bốc phét mồm điều ở đây, tôi không có tin đâu. Tính ra phải dọn dẹp xe môi trần nó phải được nhiều tiền hơn. Ơ, trời ơi. Ngang giáo xe đạp là thế nào nhỉ? Ngang giá gì đây, tiền nộp phạt đây là nộp gọi là cái gì nhỉ? Đỗ sai quy định, trái phép sai quy định là bằng tiền nhau, đóng tiền phạt bằng nhau hết. Trời ơi, ô tô xe máy ở trong xe đạp trong Minecraft là bằng nhau hết. Zeno về làm con may mắn 2 đây. Đây đây làm con 2.000 đây. Rồi, ok, mỗi lần được 1.000 2.500 đấy. Sợ ơi.
Ai? Xe đạp, ui xe đạp nhìn đẹp phết nhở, chết dở rồi. Có gì đây? Ôi rồi trừ 5.000 ừ. Rồi, ok bạn ơi, chắc là xem nào. May là không có tiền. 15.000 để mở pet và ờ thôi 25.000 qua cánh cửa là bạn không lên làm liều, bạn làm liều là ăn đất đấy. Ta đi. Rồi không, chắc chắn là không rồi. Sang bên kia đỡ đất chật người đâu bạn đấy. Ôi trời ơi, tệ luôn chứ. Ôm cái xe máy thôi mà. Đấy bình thường là bạn sẽ gọi là trong ở ngoài đời thật là bạn sẽ gọi là gọi cho máy cẩu đấy, cẩu xe, nhưng mà đây chúng ta gọi là mở 500 luôn. Trước đi đi đâu. Ồ, các bạn được 5.000 rồi. Ta mỗi lần được có 1.000 mấy thôi. May mắn một. Ý. À, ghê đấy. Thế nhưng Zeno được may mắn một chưa? Chưa. Rồi. Mở 1 trước đi. Rồi, ok bạn. Vác luôn về bạn đấy, ở trong Minecraft là phá vỡ mọi định luật. Rồi ôi. Yeah, ai thấy đội xe lên đầu luôn. Ờ đấy, vác luôn các bạn. Này, 25.000 để mình qua bên kia. Ôi giời, giá mới được 7.500 các bạn ạ. Mỗi lần này được bao nhiêu? 1.200. Ui giời ơi. Mà bet 1 trước đi Zeno, nhiều lắm. Nhiều lắm. Gấp đôi mà. Đúng rồi, gấp đôi tiền mà, không mở là đây không nè. Trời ơi. Ôi giời. Bây giờ mở phát bị trừ 2.000. Chứ bây giờ phải thử chứ, làm sao? Nếu được thì sao? Ơ phải ấy rồi mà. Ơ thế à? Ơ chết rồi. Mình đứng ở đấy mà. À thế à? Ôi giời ơi, thế là mình rồi không sao. Đấy, mình cứ biết đâu. Trời ơi, thấy đông đông xe tưởng quanh. Rồi ok. Mày quá, được nghiệp vụ cao bạn ơi. Rồi. Mình còn đâu đâu. Zeno chắc được may mắn rồi đấy. Chắc là mình tầm 10 rồi, xe. Rồi lại trừ 5.000. Ôi cái gì mà trừ 5.000? Thế chắc là banh được may mắn rồi. Ôi trời ơi, thanh niên kia chơi quả mở 2.500 luôn. Ôi ơi, trừ 5.000. Máu đây. Thôi ôi, chưa được may mắn một mà đã liều mà may mắn hai rồi. Bắn test mới được. Mở 500 trước đi. Dám trừ tiền cảnh sát à? Dám trừ tiền cảnh sát à? Cảnh sát nghiệp vụ kém lại còn bày đặt đi dọa người khác. Rồi, ok bạn ơi. À, ngon ngay. Ui 14 rồi các bạn ơi. Mình còn 10 cái xe nữa là được sang bên kia rồi. Sang bên kia không biết là chúng ta sẽ đến với gọi là thử thách gì các bạn nhỉ. Ôi sợ đây. Ok bạn. Đấy, 1.200 ngay. Ui giời ơi, xe cộ rồi. Đấy phải cứ xếp ngăn nắp như mấy cái kia làm gì bị tịch thu về đâu. Rồi, 15. À, thế bây giờ đi bốc mấy bên kia được không ta? Ừ kìa. Xe người ta phạt luôn. Bốc về nộp phạt là chết dở luôn. Người ta kiếm bây giờ à, 17.000 đó bạn. Mỗi lần này mình được có 1.000 mấy à? Trời ơi, gấp 3 đấy đi. À đâu, gấp 3 đấy các bạn. Lần này sẽ được may mắn 3 lần đấy, trời ơi. Rồi luôn. Phạt luôn lần này không được may mắn đúng để chỗ. Tiền. Trời ơi, mở 500 đi. Ôi trời ơi, trừ 5.000. Thanh niên bánh được rồi, bánh được rồi. Uầy, 19.500 rồi bạn ạ. Còn rồi. Tầm đâu đó khoảng 4 cái xe đã. 4 cái được rồi, nên đổi phương án. Ngoài xe máy nhìn chất lượng nhỉ. Đấy, 20 rồi, 20.000. Mỗi lần kìa, lại vẫn trừ 1.000. Ok à, nhân phẩm kém thế. Từ nãy giờ trừ 13.000 rồi đấy. Bình thường là sẽ có Pixel, là Pixel sẽ gánh độ đen cao nhất các bạn ạ. Nhưng mà ngày hôm nay không có Pixel thì thôi lại Zeno. Tỷ lệ rồi lại vẫn chưa một nhìn. Tỷ lệ là lang thang, chỉ thanh niên đi xe với thanh niên xe đôi là thế nào nhỉ? Hai thanh niên này có thù hằn đến với chủ mát không ta? Rồi giấy dịch chuyển ạ. Ơi giấy dịch chuyển xịn đấy, thế đâu rồi. Rồi 23 rồi. Nốt ok 24 rồi, thôi là mình sẽ gọi là xử lý phương tiện này nữa là xong rồi mình về đây. À, có giấy dịch chuyển này. Ok là luôn các bạn nha. Ai mọi người ở đây nhá, đấy các đồng chí ở đây nhá, tôi về đây. Hay sợi ơi, tôi sang bên kia tôi lên cấp về được thăng chức rồi đấy. Lên chức rồi đấy, làm tốt là phải được lên chức chứ trời ơi. Không bỏ cuộc gì nữa, không vẫn phải mở. Rồi cánh cửa tiếp theo bạn ơi. Ok, sang bên này là gì đây? Ui trời ơi, có kẻ cướp kìa các bạn. Ui tăng tốc hai. À gậy của công an này. Ô có còng số 8 luôn. Ok các bạn, rồi. Mình sẽ phải vào ở đây đó là trừ 5.000. Gậy của anh nhìn ghê ấy. Chướng quá. Thế à, ui mọi người sang đây bắt cướp này. Ui dồi ở đây có nhiều cướp lắm. Rồi ok bạn, chắc là mình sẽ phải tẩn mấy tên cướp này sau đó. Ui dồi. Bắt bọn này gọi là ui đưa về. Các bạn thấy không? Đúng rồi, mình sau khi may mắn một. Đấy. Ui dồi. Đấy rồi, nhanh về nhanh khẩn trương lên, lên xe. Lên xe. Ui cái này giống kiểu bọn này nó đi cướp ngân hàng sao? Lên xe nhanh khẩn trương. Rồi, ui, bên này được 3.000. Úi dồi, mày xịn quá các bạn. Mấy thanh niên này dám cướp giữa ban ngày ban mặt.
Ôi tích tiền mà qua bên này trời ơi. Ok bắt liền các bạn. Trời ơi còng số 8 mà gọi là ok đây. Nhanh khẩn trương anh ơi. Tao cảm giác đút vẫn ít tiền hơn bên này ấy. Đâu ít đâu à, mỗi bên lần bên này được 3.000 lần. Ui, mỗi lần 3.000 à. Ờ bên đấy được mấy? Bên này được 800. Thế bên đấy núp có được có nghìn mấy thôi. Bên này sang thì gấp đôi. Mà lại bảo ít được là thế nào. Trời ơi. Ôi ok bạn, mình sẽ cứ tẩn mấy tên cướp này đã. Xong tí nữa sẽ còng sau các bạn. Làm sao? Như nào? Úi trời ơi. À chết rồi, mấy tên này nó đánh lại mình các bạn. Thôi cả cứ dẫn về đã. Áp tải ra cái chỗ xe đã. Đấy. Sợ à, bọn này đuổi dám đuổi ra tận đây các bạn ạ. Láo thật. Láo. Ủa rồi. Nên mọi người ơi sang bên này đi, núp cần gọi là hỗ trợ. À nhưng mà mọi người có tiền đó. Nhiều cướp lắm mà. Cho vay đi. Trời ơi. Chắc chắn là không. Hồi núp nói thế thôi chứ còn núp không cần hỗ trợ đâu. Anh vẫn mở pet ạ. Ôi trời ơi. Giảm độ đói làm cái gì. Ôi trời ơi, giảm độ đói làm cái gì. Bên mắn hai. Ngọt thế. Xịn thế nhở. Nhân phẩm cao đấy. Đấy, các bạn thấy không? Mình gọi là xử lý mấy tên cướp mà một thả mà mình bắt hết các bạn đấy. Đỡ phải mất công. Ôi giời, hợp lý không? Rồi, đi ra đây, ra đây. Úi đồ, 1.200 thế nào ạ? Hợp nhanh lắm luôn đi chứ. Ôi giời ơi. Ok là luôn nha. Đó, chắc là sau đấy mình sẽ về mở pet thôi. Ủa, pet kia là 15.000 thôi phải không? Ok, rẻ. Món một rẻ 15.000 các bạn. Làm... Đây, thôi đi vài đã. Nhớ đâu đen đủi trừ tiền, chết dở đấy. Không nên lèo. Tiền đắt lắm. Trời ơi giá trị. Rồi pet thì đắt. Trừ quả này là trừ 30.000 đấy. Mình nghĩ là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được. Ui nhảy cao 3. Ui giời ơi. Ôi trời cao lại thế làm gì. Ôi giời ơi. Nhảy cao thì mình... tội phạm mà. Tội phạm nó có ở trên cao đâu ta. Tức gì mình cũng được nhảy cao 3. Ôi trời ơi. Cái gì à. Tội phạm trèo cột điện. Tội phạm cũng trèo lên cây đâu. Đi ra đây. Nghe được chưa. À, mình ở bên này là bắt 5 tên tội phạm này mình mới được gọi là một lần mở pet các bạn. Rồi. Rồi. Cái này kể ra mà có tăng sức mạnh nhỉ. À, tăng sức mạnh thì làm gì? Đấm cướp à? Để đấm cướp. Ok ạ. Này cướp bên này gõ 2 cái cướp ngất rồi. Rồi gõ 2 cái là cướp sẽ ngất rồi mặc luôn đồ gọi là pyjama kẻ sọc rồi. Ok các bạn. Rồi đây nhanh khẩn trương này. Trời ơi, lên xe. Thằng cái được chín ngay. Ôi giời. Cảm giác thì nô nhanh ghê. Trời ơi. Mình may mắn hai rồi mà đâu. Đúng rồi. Ôi giời. Thôi không sao. Zeno cho chạy chậm thôi. Zeno chạy chậm thôi. Đúng rồi. Từ từ thôi đại vành. Lấy ra đây nhanh lên khẩn trương. Vành. Này đam mê mở pet. Đam mê mở pet là hỏng rồi. Đây. Ok bạn ơi. Ủa 25.000 thôi. Nói chung là qua bên này chỉ có 25.000 thôi. Mọi người qua bên này đi. Ủa. Đấy. Nhìn vừa ở bên đấy một mình đang sướng không? Ừ không, thực ra thì bên này sướng gì đâu. Trời ơi, bên này lạnh gọi là cô đơn lắm. Đấy. Cô đơn. Có gì cả. Chắc là không nhá. Có đồng bọn để đi bắt đấy. Đây, rồi mình về đó. Mở tiếp các bạn. Ôi, rồi. Mở tiếp. Chả có lẽ là không được may mắn. Ừ, may mắn 3. Ui giời, ui, ngon quá. Cánh cửa 75 tiền à. Ui giời, 75, ui giời. Ai đồng chí bắt đây đồng chí. Ồ. Ai lấy trang thiết bị cho kìa. Bên tội phạm với tôi bắt rồi mà sao lại kéo lên thế này. Ai biết đâu, đâu đưa về đồn chỗ nào nào. Đây đưa về xe áp tải về xe đi anh. Ôi giời ơi, đâu rồi. Tải về xe ngay. Đấy, được 4.000 các bạn ơi, tính ra được tăng thêm mỗi 1.000, chả đáng là bao. Rồi. Đợi món này đâu các bạn. Ui giời ơi. 30.000 để mở. Ui ôi mở pet kìa, căng thế nhở. 30.000 hai lần mở pet là bằng luôn cái qua cánh cửa bên kia rồi. Đáng để xem xét thế nhở. Rồi ok bạn, mỗi lần này chúng ta sẽ được 4.000. Ui 10 lần được 40.000. Nhanh. Nói chung là cũng đơn giản. Ok. Sao? Chắc là mình đang xem xét, mình phân vân xem có nên Ui giời. Bác lại đứng chung với tội phạm mà không bắt được. Ok à, sao định bắt bác đấy làm chi ba? Ui. Ai tội phạm đánh núp. Cảm ơn núp nha, thì nó bắt. Ok, đi qua bên này các bạn đây.
Đây, 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 đây. 3 tón. Ồ, mình có 3 tón rồi. 3 tón à, ok. Uầy, này, 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 núp bảo này. Bây giờ là muốn gọi là dễ. Gọi là đánh cho tội phạm đuổi mình ra tận ngoài này này. Đấy, xong rồi mình đánh, đánh tội phạm luôn ở đây. Đấy, bắt luôn. Trời ơi, hợp lý. Chiến thuật hợp lý. Vào lùa ra đây đi. Lùa ra đây. Rồi, ok bạn đây, dẫn về đây. Nó không đuổi. Không đuổi, đánh tội phạm à đâu, kẻ cướp mà chứ không phải tội phạm. Ừ, phạm đúng, mình bắt áp, ở đấy, đúng áp rồi. Tải về đâu nhở? Đây à? Áp tải về xe đây, cảnh sát à, ok. Rồi, được 16.000 rồi các bạn ạ. Rồi, Zeno dụ đi để anh đánh thôi. Dạ. Rồi, đánh cho rồi. Xong rồi bắt thì ấy. Đúng rồi, bắt thì hướng chung còn gì nữa. Thế là hợp lý rồi. Đấy. Ok bạn. Ui, mấy thanh niên này mỗi lần được mấy nghìn đấy? Phạt mấy nghìn đấy? 2.000 à? 3.000. Ừ, đã có may mắn hai đâu. Tính ra thế thì mình được 4.000. Tội phạm đâu, ra đây. Bác người dân à. Tha hơn là mấy các bạn ạ? 24.000. Trời ơi. Tội phạm đi hết ra đây. Lúa hết ra, lúa hết ra, đúng rồi. Đâu, mấy... tội phạm đứng cạnh bác người dân này. Quá. Đâu, đánh bác người chui dân ra sao đây. Ờ, may quá, không đánh được các bạn ơi. Ừ, không chui ra khỏi cửa được à. Ra đây. Đúng rồi. Vào được, không ra được à? Hả? Ui, bọn này đánh đau thế. Rồi, ok các bạn, mình bắt luôn đây. Ui, tấm ba bọn tội phạm. À hả? Quê vậy? Rồi, bây giờ là mình sẽ gọi là lại đưa về thôi. Nói chung là công việc cái này đấy, cũng bắt được nhiều người cùng lúc nhỉ? Để bắt nhiều người, nghiệp vụ chỉ bắt được một người, nó phải trâu bò. À quên mất, có phải là cái này có chạy nhanh lợi này. Lợi gì trời? Không, nhưng mà tội phạm đi chậm. Ok không, bạn. Mà mình bây giờ chạy nhanh. Bây giờ Vanh phải mở pet chạy nhanh cho tội phạm đi. À đúng rồi. Đấy, tội phạm. Không, ý Vanh là bây giờ đúng không, có hai tội phạm đúng đấy, không Zeno mới Vanh chạy ra đấy thì đi. Đấy đi. Ui. Ai chạy nhanh hơn thì đối trước này. Ui giời. Bắt liền. Ồ, mình đi được một nửa rồi các bạn ơi. Ôi giời ơi. Một nửa rồi. Mình áp tải nốt 10 anh về nữa là mình đủ tiền qua cánh cửa bên kia rồi, lại tạm biệt với thanh niên này rồi. Quá nhanh. Ok, sao lại có anh Steve ở đây? Chết dở rồi, anh Steve chui đâu à? Thôi không sao, bắt luôn anh Steve bạn. Đấy, bắt lên. Rồi. Cái gì? Đây. Lúc bắt rồi à? Ừ, ui giời bắt ơi. Rồi, thanh niên này thả lúc định hớt tay trên à? Không được nhá. Chết dở rồi. Đấy. Ok, sao lúc di chuyển đấy? Ok. Rồi, Vanh đấm trúng nút luôn. Ok, thanh niên này bảo sao đập cái chết queo luôn. Đây. Ui, 40 các bạn ơi, còn 30 các bạn. Áp giải tầm đi. Áp giải tầm 7 anh nữa. Anh mở pet đây Vanh. Mở biết cái gì. Mở pet 15.000 kìa. Ui giời ơi. Em cần 3. Zeno mở đi. Mở pet 15.000 kìa. Ui. Không thì bây giờ à thôi, mình đang định bảo đầu tư nhưng mà thôi nghĩ lại các bạn, không nên. Làm trả nợ mệt lắm. À, ta tự gọi là thân vận động bạn. Đấy, nghiệp vụ mình có lo gì các bạn. Đấy, bây giờ là mình được 44.000 rồi. Đây, về đây anh ơi, nhanh khẩn trương lên. Trời ơi. Kiếm cướp các thằng thứ. Thằng núp định 60.000 thằng núp về núp mà. Không, hai con chắc chắn là say no. Không mở được một con thằng trừ 30.000. Ừ. Hết luôn. Ừ, xong rồi thế là gọi là khóc luôn. Đâu, khóc trừ luôn. 60.000 mà. Đấy. Cái đấy trừ 60.000 nó không. À đúng rồi, trừ 60.000 mà ừ không đủ. À nhưng mà không, núp không nên làm liều, núp đã được 48.000 đã tích góp gọi là. Nhưng mà bây giờ núp mở phát được cộng 60.000. Thế à? Tỷ lệ nó thấp lắm. Trời ơi. Tỷ lệ được tiền nó cao hơn là tỷ lệ mất tiền nó cao hơn là tỷ lệ được tiền nhá, không nên các bạn nhá, không nên làm liều. Rồi. Không sao bạn đây. Đấy, 56.000 ngay gì đâu mà. Đấy, ok. Đây. Cho mấy anh ra ngoài hết các bạn. Đây mấy anh ra đây nhanh khẩn trương lên. Chết dở rồi, ban ngày ban mặt đi cướp ngày à cướp đất cướp ngày cướp đêm gì. Ra đây. Wow. Ok bạn. Đây tận đây mọi người, hộ nhau tác nghiệp đi. Ui giời. Thả luôn chứ mấy anh này. Đấy, à, phải cho cướp ban đêm chứ. Trời mấy anh này đều liều đen, liều cướp đen ngày thì mới bị bắt chứ. Đấy, ok. Ui giời. Đấy, 4.000 ngày bạn. Đấy, anh này của núp nha, anh này xuống đi. Ui giời ơi, thôi. Nốt anh này. Mở luôn con bé luôn, khai trương. Đúng rồi, lớn thế, đúng rồi. Thực sự là mình cũng rất là ngứa tay các bạn, nhưng mà thôi, thì không nên làm liều. Biết đâu lại may mắn thì. Ừ, đúng rồi, biết đâu bất ngờ đôi ta lại gọi là trúng chiêu. Ơ kìa, sao không hiện gì? Ơ kìa, bất ngờ chưa? Còn không được cái gì cơ. Úi giời. Cái 30.000 không được. Thấy gì? Thừa tiền cũng không được.
Thấy chưa? Mong nhưng mà thử xem nào nhớ đâu được may mắn nào, xem hiệu ứng nào. Ừ giời ơi. Chả có hiệu ứng gì. Ôi giời, xong cái này gọi là mất trắng rồi. Mất trắng rồi. Ok bạn, thôi đây đây 68 rồi. Ôi giời. Biết mình... thế mình không mở trước nhờ, cho Thanh Nhà mở. Ừ, 68 rồi. Ok, ok à. Sao mình bắt anh kia mà không được gì? Chết dở rồi bạn ơi. Được 68. Đâu, nó mở còn 15.000 okay, này. Okay. Này, cộng 30.000 này. Ok, cộng 30.000. U 72 thôi. Chắc là mình vào đây gọi là mấy đây? Nhảy cao 3. Ui, nhảy cao 3. Ui, thất hình của tội phạm ạ. Ừ, mở 30.000 à? Ui, tự nhiên mở 15, nhảy cao 3 là 15 mà bạn. Trời ơi, ôi, sao có cả chị Alex này cũng mắc đồ gọi là... Trời ơi, này mặc đồ. Rồi, ok bạn, chắc là xử lý xong chị Alex này là mình đã... Đấy, mình đã đủ gọi là... Đấy, sang bên kia rồi bạn. Ui giời, thôi tạm biệt nhé. Tạm biệt nhé, chia tay nhỉ. Ui giời. Ui à, nhiều tội phạm quá, qua bắt bớt đi núp. Không, mà bắt đi núp qua. Nhiều lắm. Núp qua bên gọi là thử thách tiếp theo rồi bạn ơi. Đâu để mình ăn xong đó mình sang xem là thử thách tiếp theo là gì. Ui giời, sao nào. Ui giời ơi, cái gì đây? Bác thị trưởng à. Ui, cái này là gì đây? Này gì đây? Huy chương công an tốt nhất Minecraft. Ui dồi ôi, đừng nhận huy chương rồi mọi người. Ui dồi ôi. À, mình sẽ phải. Ủa ơi. Trời ơi, các bạn thấy không? Sau khi là mình đã hoàn thành xong cái thử thách gọi là bắt cướp rồi ấy, thì là mình đã gọi là ui, cái thành phố trở nên giàu có, các bạn thấy không? Toàn kim cương. Ui, trực thăng bằng kim cương luôn. Ui, tòa nhà bằng núc luôn. Ui, tòa nhà của núc luôn. Đấy, và mình sẽ đi, chắc là sẽ phải đi lượm những cái huy chương, huy hiệu. Ờ, chẳng là cái gì đây? Công an tốt nhất này, công an VIP nhất này, công an giỏi nhất này, công an nhiều tiền nhất này. Ok, nhiều tiền gì? Trời ơi. Công an. Đây là thành phố, phải được gọi là thành phố nhiều tiền nhất chứ. Trời, công an nó có được tiền đâu. Tào lao thật các bạn. Rồi ok, mình sẽ đi. Ủa, cái này bên này sao nào? Huy chương công an dũng cảm nhất. Ủa, đúng rồi, nó phải là dũng cảm nhất chứ. Trời ơi. Đây, mình sẽ đi lựa bên này. Ủa, sao cái huy chương dũng cảm nhất ít thế nhở? Mình dũng cảm nhiều lắm cơ mà. Được may mắn ba rồi anh ơi. Ủa. Ở kìa. Tin này mở một lèo nữa à, ghê ai. Ok bạn. Ô, trừ 30.000. Sao anh? Lúc tin là anh đã làm được. Ui, 300.000 ạ. Ui, sau khi gọi là trao huy chương được 300.000. Ui rồi ôi. Ui, cho mượn tiền đi. Thôi mượn tiền qua đây kiếm cùng đi. Ừ, đúng rồi, bây giờ núp nhiều lắm. Bây giờ dư sức cho anh hai anh em qua. Cái gì, trời ơi, dư sức cho qua. Ui, thế nào, bây giờ là xem nào. Hai thanh niên qua là mất 150.000 à. Ây da, căng chết à. Đấy, nhưng mà trả cho núp. Bây giờ núp nhận, thế nên một lần huy chương nữa là được. Ok. Ui, 481.000 kìa, ôi trời ơi. Nghèo, nghèo lắm, trời, công an nghèo lắm. Ui, 80.000. Rồi, ok, đây, để mình đâu, để mình cho mấy thanh niên sang bên này trải nghiệm đi lượng huân chương nha. Đấy, 75.000 vay này, ok. Thôi đi mở bét thôi. Ok, thanh niên này. Đấy. Hello, noob. Ok. Qua bên này, đây, đấy, đi lượm huân chương này, thấy thành phố này, sau khi chúng ta gọi là bắt cướp xong là xanh sạch đẹp chưa? Giàu có liền mà, mở pet luôn. Ui, dồi ôi. À, thằng nào. Ui, tăng tốc ạ. Ui, tăng tốc được các bạn, tăng tốc là xịn nha. Tăng tốc là xịn đấy, chứ không phải lởm đâu. Ui, ăn đã. Ui, may mắn 4 luôn ạ. Cái gì đây? Cần 500 để giành chiến thắng ạ. Ok, các bạn ơi. Đơn giản các bạn, kiếm 500.000 nó đơn giản thôi. Sau khi mình ra đây sang đây mình lượm huân chương. Cái này có chạy nhanh. Ủa, cái này gọi là chạy nhanh lợi này. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Là ba. Quá lợi. Ui, được 200.000. Ui, được 180.000 luôn. Thấy không? Trời ơi. Ui, 150 luôn các bạn. Ui, nút đùa 500.000 rồi. Ok các bạn, và ấn nút lên. Trời ơi, đấy, được trao thưởng ngay. Cái gì đây? Chiến thắng, bạn là công an giỏi nhất Minecraft. Ui, rồi ôi. Ui, các bạn thấy không? Nổ pháo hoa ăn mừng liền. Ui, trời ơi. Trên tay cầm chiếc còng số 8 cộng gậy ba to. Ui, hợp lý các bạn ơi. Ok, thì có lẽ rằng là cái mini game ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đấy, thì ngày hôm nay là bọn mình cũng đã tham gia xong cái mini game gọi là trở thành công an gọi là giỏi nhất ở trong Minecraft rồi. Đấy, nói chung là nó sẽ có các cái thử thách khác nhau. Đấy, mà mình đã hoàn thành rồi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong nút tim, ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Tiện đây thì mình sẽ thông báo cho bạn một tin, đó là sắp tới mình sẽ up thêm video ở trên trang Facebook của mình, đó là trang Facebook T-Gaming. Có nghĩa rằng một ngày mình sẽ sản xuất ra 3 video, 2 video mình up ở trên YouTube cũng như là 1 video ở trên Facebook.
Thế nên là các bạn muốn xem video mới nhất của mình thì các bạn có thể lên Facebook tìm kiếm Tea Gaming, sau đó ấn like cũng như ấn theo dõi kênh Facebook của mình. Hoặc là các bạn có thể truy cập đường link ở phía dưới phần mô tả cũng như là phần comment. Hiện tại là mình chỉ có một trang Facebook duy nhất, đó là Tea Gaming này thôi. Hiện tại là trang đã đạt hơn 19.000 lượt like cũng như là hơn 22.000 lượt follow. Đó thì các bạn đừng quên truy cập vào ấn like cũng như là ấn follow nha. Thì mình đăng video độc quyền duy nhất ở trên Facebook rồi. Thế nên là bạn nào muốn xem video thì các bạn có thể truy cập vào đây để xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.